Toàn cảnh thế giới chiều ngày 21 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Căng thẳng đỉnh điểm, xung đột toàn diện, bán đảo Triều Tiên bùng nổ. Tàu chiến Mỹ Canada đi qua eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận. Tại chảo lửa Trung Đông, một sĩ quan cấp cao của Israel thiệt mạng tại Gaza. Hezbollah phóng hơn 70 tên lửa vào Israel. Israel ồ ạt không kích kho tiền của Hezbollah, người dân Liban tháo chạy. Liban xác nhận Israel không kích các chi nhánh của Al-Qaeda Al-Hassan. Căng thẳng đỉnh điểm, xung đột toàn diện bán đảo Triều Tiên bùng nổ. Kính thưa quý vị, loạt động thái căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gần đây dấy lên nhiều quan ngại bùng phát xung đột toàn diện ở bán đảo Triều Tiên thời gian tới. Trong bối cảnh tiến trình đối thoại bế tắc, thời gian qua, hai miền bán đảo Triều Tiên đã thực hiện các hành động leo thang căng thẳng. Hàn Quốc và Triều Tiên liên tục có những động thái đáp trả cứng rắn, ăn miếng trả miếng, khiến tình hình trên bán đảo nóng hơn bao giờ hết. Quan hệ liên Triều đang rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguy cơ bùng phát cuộc xung đột ở bán đảo này ngày càng trở nên hiện hữu. Liên tục động thái ăn miếng trả miếng. Trong diễn biến mới nhất, truyền thông vào hôm 17 tháng 10 đưa tin Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Vào tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mô tả quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch với nhau và tuyên bố bỏ mục tiêu hòa giải hay thống nhất với Hàn Quốc. Đến tháng 1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi sửa đổi hiến pháp, coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố 1,4 triệu thanh niên làm đơn xin nhập ngũ. Hôm 16 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên, gồm cả sinh viên và quan chức toàn thanh niên, làm đơn xin nhập ngũ hoặc tái ngũ trong tuần qua. Những thanh niên này quyết tâm tham gia cuộc chiến thiêng liêng tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí cách mạng. Vào năm ngoái, truyền thông nước này cũng đưa tin 800.000 thanh niên tình nguyện nhập ngũ để chống Mỹ khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung. Triều Tiên áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự, trong đó thanh niên từ 17 đến 30 tuổi được gọi nhập ngũ 2 lần trong năm. Thông tin về việc thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ thường được Triều Tiên đưa ra khi quan hệ hai miền nóng lên. Theo Global Firepower, của đội Triều Tiên KBA có khoảng 1,3 triệu lính chính quy trên 560.000 quân nhân dự bị. Nước này còn có khoảng 5,2 triệu người đủ điều kiện nhập ngũ. Đáng chú ý, căng thẳng trên bán đảo Liên Triều tiếp tục leo thang khi Triều Tiên tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc. Hôm 15 tháng 10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên kích nổ mìn, phá hủy nhiều đoạn thuộc tuyến đường Gyeonggui và Donghae nối liền hai nước. Hai tuyến đường này vốn được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Chưa hết, cuộc chạy đua vũ trang bao gồm cả tên lửa và hạt nhân khiến an ninh bán đảo Triều Tiên trở nên rất khó đoán định. Trong thời gian qua, hai miền Triều Tiên cũng liên tục phô trương sức mạnh quân sự, tăng cường khả năng răn đe. Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí tên lửa. Về phần mình, Hàn Quốc tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng, trong đó có việc tiến hành những cuộc tập trận chung mà Triều Tiên luôn coi là hành động tập dượt cho một cuộc chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng. Nguy cơ xung đột Hàn Quốc-Triều Tiên bị đẩy lên đỉnh điểm khi Bình Nhưỡng đưa ra khả năng về một cuộc tấn công bằng pháo binh quy mô lớn để trả đũa việc thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào Bình Nhưỡng. Triều Tiên công bố số lượng cụ thể là 8 lữ đoàn pháo binh được bố trí gần khu vực tiền tuyến biên giới và tuyên bố trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ra chỉ thị cho các đơn vị tăng cường giám sát và sẵn sàng đáp trả. Hàn Quốc triển khai lực lượng pháo thiện chiến như pháo tự hành K-9, tăng cường các phương tiện trinh sát như vệ tinh và thiết bị bay không người lái để theo dõi mọi động thái di chuyển khí tài của quân đội Triều Tiên. Cùng với đó, quân đội Hàn Quốc cũng tăng cường hoạt động tập huấn chung với Mỹ tại trường huấn luyện Yeongbyon. Hàn Quốc nhiều lần tuyên bố chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất hai miền, nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào. Tàu chiến Mỹ Canada đi qua eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận. Kính thưa quý vị, tàu chiến của Mỹ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan vào thời điểm chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc triển khai đợt tập trận quanh hòn đảo. Hải quân Mỹ định kỳ điều tàu chiến đi qua eo biển này với tần suất khoảng một tháng nhằm khẳng định đó là vùng biển quốc tế. Trung Quốc khẳng định tuyến đường thủy chiến lược đó thuộc về họ. Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ cho biết
tàu khu trục USS Hickson và kinh hạm SMCS Vancouver của Canada cùng thực hiện chuyến đi thường kỳ trong ngày 20 tháng 10 qua các vùng biển nơi quyền tự do hàng hải và hàng không được áp dụng theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng cho biết chuyến đi thể hiện cam kết của Mỹ và Canada đối với việc duy trì quyền tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia. Tuyên bố khẳng định quyền tự do và quyền hàng hải của cộng đồng quốc tế tại eo biển Đài Loan không nên bị hạn chế. Mỹ bác bỏ bất kỳ tuyên bố nào về chủ quyền hoặc quyền tài phán không phù hợp với quyền tự do hàng hải, hàng không và các quyền sử dụng hợp pháp khác trên biển và trên không. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ thuộc quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã theo dõi và cảnh báo các tàu. Các hành động của Mỹ và Canada gây ra rắc rối, phá vỡ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, tuyên bố nêu rõ. Vào tuần trước, Trung Quốc tổ chức đợt tập trận quanh đảo Đài Loan, khẳng định đây là lời cảnh báo đối với những hành vi ly khai. Lần gần đây nhất mà Hải quân Mỹ và Canada thực hiện nhiệm vụ chung như vậy là vào tháng 11 năm ngoái. Trung Quốc cho rằng chỉ riêng họ có quyền tài phán đối với tuyến đường thủy rộng gần 180 km. Đài Bắc và Washington phản đối, cho rằng eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế. Sĩ quan cấp cao của Israel thiệt mạng tại Gaza. Ngày 20 tháng 10, quân đội Israel thông báo một sĩ quan cấp cao của họ đã thiệt mạng do một thiết bị nổ ở dải Gaza. Cụ thể, theo thông báo của quân đội Israel, đại tá Eshan Dasha, 41 tuổi, lữ đoàn trưởng lữ đoàn đường ray sắt 401, đã hy sinh trong khi chiến đấu ở phía bắc Gaza. Cũng theo thông báo trên, ba sĩ quan đi cùng với ông Dasha đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch. Tất cả những người này sau đó đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hagari xác nhận rằng trong chiến dịch tấn công nhằm vào khu Sabalia phía bắc Gaza, ông Dasha đã rời khỏi xa tăng để quan sát chiến trường cùng với các sĩ quan khác và đã vấp phải một thiết bị nổ. Trong khi đó, theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 20 tháng 10 đã phóng khoảng 100 quả rocket vào khu vực phía Tây và Thượng Galilee. Quân đội Israel cho biết một số tên lửa đã bị không quân Israel đánh chặn, còn một số khác thì rơi xuống khu vực trên. Theo một số nhân chứng, còi báo động không kích cũng vang lên ở Haifa và khu vực vịnh Haifa sau khi xuất hiện ít nhất 3 vật thể chưa xác định phóng từ Liban, trong đó có một vật thể đã bị đánh chặn và hai vật thể khác đã rơi xuống khu vực trống trải. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này. Hezbollah phóng hơn 70 tên lửa vào Israel. Cuộc đối đầu giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban vẫn ghi nhận nhiều diễn biến tăng nhiệt trong những ngày cuối tuần qua. Hôm 20 tháng 10, Hezbollah đã phóng khoảng 70 tên lửa từ Liban vào Israel. Hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời miền bắc nước này. Quân đội Israel cho biết đã chặn được phần lớn tên lửa bắn từ Liban. Tuy nhiên, một số tên lửa đã rơi xuống khu vực phía bắc Israel. Trước đó, vào sáng sớm ngày 20 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành cuộc không kích vào một trụ sở tình báo và một kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban. Quân đội Israel tuyên bố hai cuộc tấn công này đã tiêu diệt ba chỉ huy Hezbollah, bao gồm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở miền nam Liban, một chuyên gia về thông tin liên lạc và một chỉ huy phụ trách việc phát triển vũ khí chiến lược. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, quân đội Israel cũng khẳng định đã phá hủy nhiều đường hầm và cơ sở dưới lòng đất ở phía nam Liban, đồng thời tiêu diệt một phó chỉ huy của Hezbollah. Israel ồ ạt không kích kho tiền của Hezbollah, người dân Liban tháo chạy. Israel đã không kích hàng loạt chi nhánh của tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở thủ đô Beirut, Liban trong nỗ lực nhằm phá hủy nguồn lực tài chính của phong trào này. Không lâu sau khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Liban vào cuối ngày 20 tháng 10. Theo truyền thông Liban, Israel tiến hành ít nhất 11 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, cách biên giới Israel khoảng 100 km. Các cuộc tấn công nhắm đến chi nhánh của tổ chức tài chính Al-Qas Al-Hassan, một trong số các chi nhánh bị nhắm đến nằm gần sân bay quân sự duy nhất ở Beirut. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại sau đợt tấn công này của Israel. Song một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy sân bay ở ngoại ô Beirut dường như vẫn hoạt động bình thường. Al-Qas Al-Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hezbollah sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hezbollah.
Al-Qaeda Al-Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Liban, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô. Chính phủ Liban, Hezbollah cũng như tổ chức Al-Qaeda Al-Hassan chưa bình luận về cuộc tấn công của Israel. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận các cuộc tấn công nhắm đến Al-Qaeda Al-Hassan trên khắp Liban nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của Hezbollah và làm xói mòn lòng tin giữa tổ chức này và tín đồ Shia. Ông Hagari cho biết Al-Qaeda Al-Hassan đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Tổ chức này hoạt động như một ngân hàng, trong khi vẫn bị ngắt kết nối với SWIFT. Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của Al-Qaeda Al-Hassan có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah cả trong giai đoạn xung đột và tái thiết sau này. Rạng sáng ngày 20 tháng 10, quân đội Israel cũng không kích vào trụ sở cơ quan tình báo và một xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất của Hezbollah ở Beirut. Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Liban sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị hạ sát hồi tuần trước, làm dấy lên hy vọng mở ra không gian mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột hơn một năm qua giữa Israel và các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran. Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần, giới quan chức, nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực cho biết, Israel đang tìm cách thông qua các hoạt động quân sự để cố gắng bảo vệ biên giới của mình và bảo đảm các đối thủ không thể tập hợp lại. Israel cũng đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng này, giữa lúc có lo ngại không loại trừ khả năng Israel nhắm đến cơ sở dầu khí và hạt nhân của Iran. Iran tuyên bố cuộc chiến chống lại Israel sẽ tiếp tục ngay cả khi một loạt chỉ huy cấp cao của các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Tehran dẫn dắt bị Israel hạ sát. Hezbollah tuần trước cho biết căng thẳng với Israel đã bước sang giai đoạn mới. Phong trào này gia tăng các vụ tấn công vào Israel. Theo quân đội Israel, trong ngày 20 tháng 10, Hezbollah đã phóng ít nhất 200 rocket vào miền Bắc nước này. Các cuộc tấn công gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Liban xác nhận Israel không kích các chi nhánh của Al-Qaeda Al-Hassan. Ít nhất 3 chi nhánh của Hiệp hội Tài chính Al-Qaeda Al-Hassan mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah đã bị tấn công trong các cuộc không kích. Theo AFP, truyền thông nhà nước Liban xác nhận 4 cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut ngày 20 tháng 10, đồng thời cho biết Hiệp hội Tài chính Al-Qaeda Al-Hassan có liên hệ với Hezbollah nằm trong số các mục tiêu. Theo đó, ít nhất 3 chi nhánh của Al-Qaeda Al-Hassan mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah đã bị tấn công trong các cuộc không kích. Trước đó, quân đội Israel cảnh báo rằng họ sẽ sớm bắt đầu tấn công hiệp hội này và ban hành lệnh sơ tán cho hơn một chục tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Theo báo Quinet News, Al-Qaeda Al-Hassan được Hezbollah sử dụng như giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng của Liban và đã góp phần trong việc xây dựng đế chế Hezbollah tại Liban. Mặc dù được thành lập với tư cách là hiệp hội để hỗ trợ tài chính cho các gia đình gặp khó khăn, Al-Qaeda Al-Hassan đã trở thành một ngân hàng theo đúng nghĩa của từ này. Được thành lập vào năm 1982, Al-Qaeda Al-Hassan tuyên bố sứ mệnh của mình là cung cấp các khoản vay cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo hay dân tộc, để cải thiện sự gắn kết và hợp tác xã hội, với nhiều chi nhánh trải rộng khắp cả nước để tiết kiệm thời gian đi lại. Ngân hàng này nắm giữ lượng vàng ước tính lên tới hàng tấn, phần lớn là từ đồ trang sức được thế chấp để vay vốn và đã cho vay hơn 500 triệu đô la mỗi năm. Theo thời gian, ngân hàng này bị cáo buộc đã trở thành công cụ rửa tiền chính của Hezbollah. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.